Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời, chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human, thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tá G đây. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay tiếp tục với cái chủ đề là review và mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất trong cái tựa game Rock Food nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay qua cái video này thì mình sẽ gửi đến cho mọi người một cái phiên bản hack vừa được cập nhật mới nhất dành cho cái tựa game Rock Food nha mọi người. Thì cái phiên bản hack này thì trên kênh mình là cách đây là khoảng 1-2 tuần trước thì mình đã có từng review về cái bản hack này rồi. Thì do là cách đây khoảng 1-2 tuần trước mình review mọi người, cái lúc đó là cái bản hack này nó chưa cập nhật. Thì ngày hôm nay thì hồi nãy mình mới vừa ngủ dậy là mình nghe được cái tin đó là cái bản hack này nó cập nhật lên cái phiên bản mới, và đặc biệt là cái giao diện của nó cũng thay đổi luôn, với lại là nó sẽ bổ sung thêm một cái số tính năng viết vào cái bản hack và nó tối ưu đi cái phần auto farm á mọi người. Thì bởi vậy là mình nghe vậy mình nghe thấy khá là VIP mọi người, với lại là cái giao diện của nó cũng khá là đẹp. Thì mình làm cái video này để mình gửi đến cho mọi người liền về cái bản hack này luôn. Thì hồi nãy là mình vào thì mình có mở lên thử thôi chứ mình chưa có test một cái chức năng nào hết mọi người ạ. Kể cả cái chức năng là auto farm level thì mình cũng chưa test luôn. Thì hồi nãy là mình vào mình mở cái bản menu lên thì mình thấy là cái giao diện quá là đẹp đi, với lại là đây là cái bản hack mà nó mới vừa cập nhật ấy. Thì bởi vậy là mình làm cái video này liền để gửi đến cho mọi người luôn. Thì link của cái script hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái script hack này để có thể cày cho cái ạc của mọi người thì có để sử dụng nha mọi người. Rồi thì trước khi mà để có thể chạy được những cái script hack trên điện thoại thì những bạn nào trên điện thoại thì mấy bạn vui lòng cày giúp mình những cái clean hack ha. Thì ở đây là chúng ta sẽ có ba cái clean hack chính, đó là cái clean hack giọt nước và cái clean flusu và cái cuối cùng là cái clean data x, cũng là cái clean mà mình đang sử dụng để mình quay video cho mọi người xem đấy. Thì ba cái clean này là nó đều chung một cái mục đích, đó là nó sẽ giúp cho mọi người có thể chạy được những cái sờ grip hack nha mọi người. Thì bởi vậy là mọi người sử dụng cái clean hack nào cũng được ấy. Thì ở đây là do mình thích xài cái data x thì mình xài thôi, còn những bạn nào mà không thích xài data x thì mấy bạn có thể xài flusu hoặc là giọt nước. Thì link hướng dẫn cách cài và cũng như link tải đâu thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận hết luôn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình copy cái sờ grip để mình vào trong cái clean hack mình dán và mình chạy cái bản menu hack ngày hôm nay cho mọi người xem ha. Rồi thì ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn cái script rồi, thì bây giờ mọi người đợi một tí để mình copy nó này. Đây mình copy nó, copy xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình vào trong cái clean hack, mình dán nó vào nha mọi người. Đây mình vào trong cái clean hack này. Đấy thì hiện tại là mình đang sử dụng một cái clean data x. Rồi thì đây là cái script mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người ha. Đó mọi người thấy cái script không? Rồi dán vào xong rồi thì mọi người nhấn vào cái chữ là execute này. Đó, nhấn vào để cho nó chạy ha. Rồi nhấn vào xong rồi thì mọi người đợi giúp mình là khoảng chừng vài giây ha. Đó 10 tới 20 giây thì nó sẽ tiến hành nó chạy. Đây mọi người thấy không? Đó giao diện khác chưa? Thì cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người nó có tên là Speed Hub X nha mọi người. Speed Hub X. Thì những bạn nào mà xem kênh mình đã lâu á thì mình nghĩ là cái Speed Hub X này là quá quen thuộc đối với mọi người luôn. Thì cái Speed Hub X này thì phiên bản đợt trước của nó là nó sẽ có màu đỏ đen. Thì qua cái phiên bản mới này là nó sẽ có cái chủ đạo màu là trắng đen nha mọi người. Đây mọi người đợi tí để cho nó load vào ha. Rồi mọi người thì sau khi mà mọi người đợi cho nó load xong hết cái menu hack rồi đó thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng menu như vậy nha mọi người. Đây thì như trên màn hình mọi người có thể thấy đây là một cái bảng menu có tên là Speed Hub X, và đây là cái bảng menu mới nhất bên cái Speed Hub X luôn nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là giao diện hoàn toàn mới này. Thì đi kèm với lại cái giao diện mới mọi người thì chúng ta sẽ có một cái logo mới luôn nha mọi người. Thì logo lần này có cái chữ này là chữ S mọi người ạ. Đó. Thì như bạn nào mà có xem kênh mình từ trước tới giờ thì lúc trước thì mình đã có từng làm về cái bản Speed Hub X này rồi. Thì lúc trước là các bạn Speed Hub X này là nó sẽ có một cái logo ở đây, với lại là nó sẽ là màu đỏ đen ha mọi người. Còn sau khi mà update lên cái giao diện mới ấy thì chúng ta sẽ có một cái logo chữ E, chữ S và có một cái giao diện là trắng đen nha mọi người. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người test thử xem coi là trong cái bản hack này nó có những cái chức năng gì mới nha mọi người. Và tí thì mình sẽ test luôn cái chức năng là auto farm level cho mọi người xem để coi trong cái bản hack này auto farm level nó có mượt hay không ha. Rồi thì đầu tiên là bàn về cái giao diện trước đi, thì cái giao diện là đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái giao diện menu mới này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hầu như là full tất cả những cái tính năng luôn, những cái tính năng full mới nhất là nó sẽ có trong cái bản hack này luôn nha mọi người. Và đặc biệt là cái bản hack này là hoàn toàn miễn phí, không có cần phải mua hay cái gì hết ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người test thử xem coi là trong cái bản hack này nó có những chức năng gì. Thì đầu tiên là ở phần main, thì trong phần main này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có chức năng là auto farm level này. Vuốt xuống thì chúng ta sẽ có những cái chức năng là chẳng hạn như là auto farm bot này. Rồi đây thì nói chung là phần main thì chúng ta sẽ có hai chức năng
năng chính thôi, đó là chức năng auto farm level với lại chức năng auto farm bot. Để cho những bạn nào mà thích farm bot hoặc là farm level á, thì có thể dùng hai cái chức năng này ha. Rồi tiếp theo tới phần auto item. Rồi cho phần auto item này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần là auto mystic island, có nghĩa là tự động tìm đảo bí ẩn ha. Thì ở đây thì khi mà mọi người tích vào á, mọi người bật lên, nếu mà có cái đảo bí ẩn xuất hiện á, thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người đi. Còn nếu mà cái đảo bí ẩn nó chưa có xuất hiện á, thì nó sẽ không có dịch chuyển mọi người đi nha mọi người. Đây, hiện tại mọi người thấy là hiện tại là mình đang trong cái tựa game là Block Food này, đã rất là mượt ha. Thì về cái menu hack này á, thì mình nghe nói á, là nó tối ưu về cái phần farm á mọi người, thì nó sẽ rất là mượt luôn. Rồi thì hiện tại là không có cái đảo bí ẩn xuất hiện thì nó sẽ không có dịch chuyển mình đi này. Vuốt xuống thì chúng ta sẽ có là mình nguyên cái bảng auto thu thập tài nguyên này, chẳng hạn như là Raiden Talon, Elite Class, đồ cái thứ sách Bengarate, rồi auto farm mastery này, auto buddy sword này, order sword này, thì sẽ chắc chắn luôn sẽ có những cái chức năng auto farm farm level gì auto farm nhiệm vụ để nhận vũ khí á mọi người, chẳng hạn như là auto elite hunter, auto kill admin này. Vuốt xuống thì chúng ta sẽ có là auto farm bone, auto random bone, auto farm candy, rồi auto farm observation, rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây mình vuốt sơ cho mọi người xem đó, có chức năng là auto genoku, auto yame đồ cái thứ luôn đấy. Thì những cái chức năng này để cho mọi người auto làm nhiệm vụ đó, mọi người nhận vũ khí đâu ha mọi người. Rồi về phần auto star, rồi auto star có nghĩa là tự động nâng chỉ số ha. Thì cái chỉ số dành cho những bạn nào chưa biết thì cái chỉ số là cái này nha mọi người. Đó, cái bảng chỉ số của chúng ta là cái này này. Thì mọi người muốn nâng chỉ số thì mọi người sẽ chọn vào cái phần là auto star đó. Thì trong phần auto star này thì nó sẽ có 5 cái này để cho mọi người nâng chỉ số luôn. Đấy, mọi người muốn nâng cái nào thì mọi người tích vào. Rồi phần combat, phần combat thì trong phần combat này thì chúng ta sẽ có là PvP nha mọi người. Đây chẳng hạn như là ambush skill, ambush ring để cho mọi người đi đấu với nhau này. Thì mọi người muốn đấu với ai thì mọi người chọn select layer. Đó. Rồi có auto farm bounty rồi cho mọi người luôn này. Đấy, teleport. Thì teleport thì chúng ta sẽ có dịch chuyển sao 1, sao 2, sao 3, sao bét này. Rồi dịch chuyển full đảo nha mọi người. Đó, full đảo để cho mọi người muốn dịch chuyển đâu nào thì mọi người dịch chuyển luôn. Đó, rất là ngon ha. Chọn vào rồi tích vào teleport lại sẽ tự động dịch chuyển. Rồi, và cuối cùng là phần Raven 4 này. Đây, Raven 4 thì trong đây chúng ta sẽ có thêm cái phần là Auto Marai Island luôn ha. Đấy, Auto Marai Island thì nó sẽ cũng tự động tìm đảo bí ẩn nha mọi người. Đấy, mọi người tích vào lại sẽ tự động tìm đảo bí ẩn ha. Thì đảo bí ẩn hiện tại chưa xuất hiện nha mọi người. Đó. Rồi phần shop. Shop trong đây thì nó sẽ bán những cái vũ khí, những cái vật phẩm, những cái súng, những cái kiếm rồi đó. Thì mọi người có thể vào đây mua. Thì nó sẽ có bán full luôn ha. Rồi và tiếp theo nữa là phần Rai. Phần Rai với lại FB ha. Rai thì trong đây chúng ta sẽ có cái menu đi Rai này. Với lại có cái phần FB luôn. FB player là hiển thị thông tin người chơi này. FB chat là hiển thị thông tin gương này. FB food là hiển thị thông tin trái này. Đâu xung quanh mình có cái trái nào không? Đây rồi mọi người. Xung quanh mình hiện tại là có cái trái này cách mình là khoảng 2 triệu cây số mọi người ạ. Đó. Thì bởi vậy thì tí để coi nếu được thì mình sẽ qua bển mình lượm ha. Rồi phần mid. Rồi phần mid thì chúng ta sẽ không có gì nhiều đâu mọi người ạ. Thì tiếp theo nữa là phần David food. Rồi trong phần David food này thì chúng ta sẽ có cái phần là auto random food này. Đây mọi người tích vào thì nó sẽ tự động random chát quỷ với mọi người ha. Rồi, hiện tại thì mình mới vừa random không biết là được trái gì đây. Đây mình random ra được trái lò xo nha mọi người. Đấy, thì cũng tùy mọi người đó, chẳng hạn như mọi người hên thì mọi người random ra được trái VIP, còn mọi người xui thì mọi người random ra được trái yếu giống mình thôi. Đấy. Rồi thì trong đây thì chúng ta sẽ có cái phần là rap food luôn nè. Đấy, rap food này, rồi auto drop food rồi cái thứ rất là nhiều ha. Đó, mọi người hãy vào đây để mọi người trải nghiệm thử. Rồi, tiếp theo là phần web hub này thì mình cũng không hiểu nha mọi người. Rồi và phần cuối cùng là phần setting. Rồi trong phần setting này thì chúng ta sẽ có những cái setting bổ trợ ha, chẳng hạn như là ring mode nè, đánh ring mode là gom quái này, auto haki này, phá attack là đánh nhanh này. Thì trong đây chúng ta sẽ có là tổng cộng là 5 cái phá attack mọi người ạ. 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái phá attack luôn mọi người. Thì ở đây chúng ta sẽ có là fairy phá attack này, rồi phá attack từ 1 tới 3 này, rồi super fairy phá attack nữa mọi người ạ. Thì mình á thì mình khuyên mọi người là nên để mặc định của nó là cái phá attack best này nè. Đó thì mọi người để cái này cho mình ha. Rồi thì nói chung là cái bản hack của chúng ta có cái white scan này, trắng màn hình này. Thì bản hack của chúng ta thì nó chỉ có nhiêu đó chức năng thôi. Thì bây giờ thì mình test thử cái chức năng auto farm level cho mọi người xem. Thì đó, auto farm level thì đầu tiên là mọi người vào cái phần setting, mọi người bật ba cái chức năng đầu lên ha, green mode, auto haki với lại phá attack best lên. Thì ở đây mặc định là nó đã bật rồi. Bật xong rồi thì mọi người quay lại phần main. Rồi sau khi quay lại phần main xong thì bây giờ mọi người chọn cái phần là weapon để mọi người chọn vũ khí. Thì những bạn nào mà nhấn vào mà nó không có ra vũ khí như vậy thì mọi người nhấn là và có chữ là revive weapon để cho nó load lại ha. Rồi, load lại xong rồi thì ở đây là mình có những cái vũ khí đây này. Đấy. Đó, thì mọi người muốn chọn cái nào thì mọi người chọn. Thì ở đây mình chọn thử cái bằng cái chip bồ katana này đi. Đó, chọn xong rồi thì mọi người tích vào auto farm level. Đấy. Hoặc là có rất là nhiều này mọi người thấy không? Đó, spinder rồi cái thứ này. Đấy, mình tích vào cho mọi người xem ha. Đó, tích vào xong thì nó sẽ tự động dịch chuyển nó đi nhận nhiệm vụ cho mọi người. Thì đối với lại cái bản hack này thì cái nhận nhiệm vụ của nó là rất là ngon ha. Đó. Đây mọi người đợi anh tí này, đợi anh tí cho nó tự động nó nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh nha mọi người.
Đó thì nói chung á, là về cái chức năng mà auto farm á, thì trong bản thắc này nó quá là ngon rồi. Đấy thì về cái chức năng auto farm level á, thì phải gọi là quá là ngon mọi người ạ. À. Đó mọi người thấy nó farm không? Đấy thì chưa gì á, là nó đã farm được 6 trên 8 con rồi mọi người ạ. À. Đó mọi người thấy chưa, thì khi mà nó farm hết á là nó sẽ tự động nó đứng đó nha, nó đợi ha, đợi chừng nào mà quái ra tiếp thì nó sẽ tự động đi farm tiếp. Thì đây thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem nè. Đây mọi người đợi tí để cho quái nó ra nha mọi người. Thì hồi nãy á là tự nhiên máy mà nó bị lắc á mọi người, bởi vậy là tự nhiên nó bị văng mọi người ạ, chứ không phải là do các bạn hack ha. Thì sau đó là mình mới vào lại này đấy. Rồi mọi người đợi tí đó, mình thấy không, quái mà nó ra là nó sẽ gom lại ha. Hiện tại máy mình nó hơi lắc á, thì bởi vì nó chưa hiển thị con mấy con quái mọi người ạ. À. Đó và mọi người thấy là lắc thì lắc nhưng đánh vẫn mượt nha mọi người. Máy lắc thì lắc hiện nhưng mà đánh vẫn mượt, cực kỳ mượt luôn. Và cái bản thắc này á là nó sẽ theo kiểu là nó sẽ nhận nhiệm vụ qua kiểu dạng Bluetooth luôn nha mọi người. Thì cái này á là nó sẽ tự động nhận nhiệm vụ luôn chứ không có cần phải di chuyển lại cái con NPC ha. Đó mọi người thấy nè, đây bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đợi cho nó quýnh thêm một lần nữa, thì mình sẽ cho mọi người xem này. Đó mọi người thấy không, quái nó sẽ ra thì nó sẽ gom lại một lúc nó đánh này. Đấy mọi người thấy không, nó đánh rất là ngon nha mọi người. Đó đánh kiểu này mà level của mọi người không tăng nữa thì mình cũng chịu luôn đấy. Thì đó là về chế độ auto farm level ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test thử cái chế độ đi ride cho mọi người xem. Thì để đi ride thì đầu tiên là mọi người vào cái phần ride này, đây phần ride tiếp theo là mọi người sẽ chọn chip ha. Rồi thì trong đây thì nó sẽ có full chip luôn, thì ở đây là mình sẽ chọn cái chip chip A này đi. Đó chọn xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình tích vào là buy chip này đấy. Thì tích vào buy chip xong thì nó mua cái chip rồi, thì tiếp theo nữa mọi người tích vào auto star go to dungeon cho mình. À rồi mọi người ơi, thì hiện tại á, thì mình mới vừa nhận được cái thông tin đó mọi người, là cái chức năng là auto star go to dungeon này nè mọi người. Thì bên nhà phát hành á đang chỉnh một cái số code mọi người ạ. À. Thì đang chỉnh một cái số code trong cái thời gian mà mình đang quay video luôn, thì bởi vậy á là mình không có thể nào mà mình sử dụng được. Đó, thì chừng nào mà mình nghĩ á, là khi mở video này lên á thì nó đã chỉnh xong rồi, thì khi mà chỉnh xong á là cái bản hack này nó sẽ sử dụng được nha mọi người. Đó, thì nói chung là về những cái chức năng mà auto farm đồ á thì nó quá là mượt rồi. Thì đó là những gì mà trong cái video này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì nếu mà mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Bye bye.